Chào anh em nha. Hôm nay mình lên một con Shibura. Con này là SD 3943T. Con này kéo được khỏi đó luôn, bao mạnh bao lật luôn này. Đời đầu vuông nha anh em. Đời này nó có chụp bô luôn nha. Đó, anh em nhìn đời đầu vuông này là có chụp bô hết nha. Cầu của nó đây còn rất là đẹp, cầu rất là bận luôn. Mấy con này là kéo được khỏi suy nghĩ luôn. Con này về là nó có cái vàng xúc lực này, mà không có cái xúc lực còn trước thôi. Cầu trước đùi rất là to luôn. Bánh trước con này xài là 8-16. Bánh sau con này là xài 12.428. Thắng nha anh em. Mấy cái này là khỏi suy nghĩ, kéo khỏi gãy, sợ gì hết. Rất là mạnh. Này nó có bên dàn xúc lực đây nè. Mà về nó không có cái gầu xúc lực, anh em là muốn xài xúc lực thì mình gắn xúc lực, còn không thì bỏ để về bán rồi nó để gì luôn. Đây máy nó còn zin hết. Không có dọn rửa gì hết nha anh em. Đây chụp bô đàng hoàng nha. Chung mấy cái này rửa ra mới lắm. Bốn máy nha nè. Máy còn zin hết, chưa có xả gió, chưa làm gì hết á. Xanh luôn nè. Con này chạy được 311 giờ nha. Quay dưới dàn gầm nha anh em xem nào. Như
nhân đề là biết đủ chất lượng rồi, không xì nhớt không gì hết. Đây nó đóng cái thông số kỹ thuật của nó đây. Anh em nào mua hàng cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại trong video cho mình. Rồi chào cả nhà nha.